cũng tại do nghèo đói quá mà mới làm càng như vậy. Xin đại nhân tha tội cho tiểu nhân. Tiểu nhân xin hứa sẽ không dám vậy nữa đâu. Trót dậy. Vậy thì ngươi đã trót dậy bao nhiêu lần rồi? Nói ta nghe. Dạ, dạ thưa đại nhân, tiểu nhân mới có một lần thôi, không dám tái phạm nữa đâu. Xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Trước tiên, ngươi hãy tạ lỗi với bà cháu của họ đi. Lỗi này lẽ ra là phải phạt 50 hèo và giam 6 tuần trăng. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của ngươi có vẻ hối lỗi, cho nên ta chỉ phạt cảnh cáo 20 hèo. Nếu lần sau tái phạm nữa, ta sẽ tăng hình phạt này lên gấp 5 lần. Ngươi có biết không? Mẹ ơi. Dạ dạ, tiểu nhân biết rồi. Dạ đổi ơn đại nhân. Đổi ơn đại nhân. Đổi ơn đại nhân. Dạ đổi ơn. Đại nhân cháu này. Bà nói không cần suy nghĩ của nhà tài ba cái vụ ăn cắp nhạc này mà cũng bỏ thời gian ra để mà phá án giúp dân. Dạ cảm ơn đại nhân, đổi ơn đại nhân. Ờ, đại nhân. Ừ, sao? Mũi ta sao?